Cái này chắc đỡ quá. Cho nó giỡn đi xíu. Mưa hay là mới mưa mà chịu đâu được, mưa xong tí xíu hết rồi. Chút xíu nữa. Mấy con mà nó nhảy ra nó con cũng vừa mà con ơi nó giỡn đi. Không chịu. Nước thứ ba mà 24 luôn tháng mùng 4 là 40 ngày. 11 nữa là 50 ngày, nay là 48 ngày. Trời ơi, làm gì gom cục lên ta. Má lùi cho một lượt, má con nào. Ô nô à, không có nuôi một hai con cưng vậy đó. Nó bây giờ này nó lùi lắm à. Chưa, còn ấy, còn hơi đó. Còn bánh mà chưa làm cái nào phải không? Hả? Chưa làm phải không? Không ra tôi bắt gì nữa. Chưa. Chưa làm nó vậy. Còn đuôi thì cũng đậu rồi, bánh nữa ra được, mới ra con làm sao đó không biết. Không có đột biến không biết. Thế nào phải có con trắng trắng nè. Trắng trắng thì đau mắt nó không ấy gì mấy cái dễ bị mắt hí. Khó bán. Ngủi này giờ mà nó bay ra luôn ta. Xung cái ghê bay ra luôn. Giỡn. Giỡn nằm luôn. Thôi cho con tôm phải đẩy bại ra nó cái cây được. Rồi. Cái này con. Chín rồi. Chín luôn rồi. Thôi, học rồi. Thằng nhỏ đâu biết được. Lớn lên tí xíu. Tôi để cho nó một con cô la với con mà thay lại luôn. Mới bay ra hả? Chưa làm đau phải không? Ừ, lần đầu có đau vậy. Con gà nó không bằng con tơ. Khi gặp, lung mạnh gặp con tơ, con tơ này lại siết ngã xong luôn hả? Nó lạ cái này. Kìa, trời ơi. Ê! Giỡn tí xíu. Con này mà chịu mà nó đứng cái là con kia bắt được rồi. Chạy ngồi cho con dạ vô. Dạ giỡn. Dạ đấy phải không? Ừ dạ. Cho nó giỡn xíu rồi, cho giỡn xíu. Mê nó bán làm mấy rồi chưa có lưới đậu ta. Có lưới đậu. Cái con này đậu chắc từ khi nó nuôi sợ ấy nha. Ví dụ như tôi về tôi dẫn nó ta tách rời ra. Mày không gọi có lên giống ngon ghê luôn, cái nó bỏ là anh ra cái nước đầu xả là tại con chó nó không sức, con chó mày nuôi nó đủ sức. Không phải đủ ngày tháng đâu. Qua nó bụng chán. Nó đừng có la, nó tới nay còn la tao làm như tơ xó. Đồng về chưa? Ngạch tình gió anh. Ôi giời trời. Cái cũng gần mưa rồi đó. Chuyển xung quanh chuyển đến chân. Mà chắc cũng được, chắc cũng kịp, chắc không có nổi đâu ha. Không có nổi mưa đâu. Con này có khách gửi. Gửi hẳn ngay cả tuần rồi. Mà hình như nhầm hay sao. Lên giống làm sao mà mấy con được. Không có đeo gì ta. Chắc không phải quá. Tại gió quá trời gió luôn. Gió mát lắm.
mà cũng chuẩn bị mưa, đang chuyển mưa, tranh thủ quậy tí xíu. Tính là chiều nay không có tả, mà hôm nay cũng 2 ngày rồi nên thả cho chúng ra đông ghê cho. Rồi chúng vận động sẽ nhanh cái nè, chứ nó có sức khỏe nè. Cái con nó cũng sao mấy con đực nó không đeo, mà mấy con cái nó đeo chứ không biết có bị gì không biết. Té mương nè, vô cả nhà đếm đi, dự đoán thử bao nhiêu con nha cả nhà. Một hồi kết quả cuối cùng mình sẽ báo cả nhà xem bao nhiêu con nha. Nó chạy qua chạy lại là không điểm danh được số lượng luôn á. Cái nhà đếm nè, ăn nào mà dự đoán đúng nè, mình thưởng tặng cho cái nhà một con cúng con. Nhìn gì bên kia té mưa bây giờ nè, vô nè, đi đâu, nhìn gì đó vậy? Trời ơi, cái nó bù lên cả nhà. Nè, ở bên kia cũng có người nuôi, nó cũng có con cúng. Nè, nó sủa. Cái mấy con này nó... gom là gần như đủ rồi đó. Mấy cái nhà đếm gặp bao nhiêu con. Sướng nha, form đẹp chưa, form đẹp ghê chưa. Một bà mẹ vừa mới sinh con xong, hôm nay bệnh quá cả nhà, cảm nên mỗi lần nói chuyện là nó ho à. Vừa hết rồi. Trời ơi kìa, hết gần như đủ rồi đó. Rồi xong vô đây nằm ngủ mà tao đó. Nãy xịt cái chuồng này luôn cho nó sạch, giờ cho nó lau. Giờ nó nằm lên, nãy ăn ra xong rồi. Giờ nghỉ trưa thôi. Vô em đi. Ở kia nó bóng dậy luôn. Bông. Này bự rồi có thấy. Rồi ngủ đi nha. Tôi nó đắp mền chứ. Anh đắp mền vậy mà nằm luôn. Phải vào bụng luôn. Còn mấy đứa chơi nó thì mệt thôi, giờ vô nằm. Mấy con nó khè đó. Nó ăn cù cù luôn. Không cái.
không cắn đồ chơi đi cắn người ta. Hết là thả ngoài có cỏ chơi hết là đó, nó không chịu ăn cỏ nên nó đi vô rồi. Đi vô luôn rồi. Cho ra chơi không ra mà đi vô rồi. Ngoài đây nóng hay gì? Đó, lần lần vô rồi.